Trước mặt cô chú chị mình đây là mặt tiền quốc lộ 55 nha anh chị. Mình đi ra biển Bình Châu rất là gần. Hiện tại em đang có mặt ở đây là ở xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu anh chị. Giao thông ở đây thì xe cộ đi lại rất là tấp nập. Mình đi đây mà đi ra biển Bình Châu khoảng là 2 cây số. Biển Bình Châu đó thì có cảng biển này, cũng như là Nova World. Đi cái hướng này là đi được thị trấn Phước Bủ cũng như là trung tâm huyện luôn anh chị. Đi khoảng là 20 cây đến 25 cây số anh chị ha. Và cái hướng ngược lại nè, hướng ngược lại mình có thể đi được Bình Thuận anh chị ha. Đi được Bình Thuận, từ đây qua Bình Thuận cũng rất là gần Tân Thắng, Bến Hải đó anh chị. Chỗ xã Bình Châu là nằm cuối của huyện Xuyên Mộc rồi, cuối của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Huyện Bình Châu là huyện Xuyên Mộc, xin lỗi anh chị, huyện Xuyên Mộc là nằm cuối của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xã Bình Châu là nằm cuối của huyện Xuyên Mộc. Chạy xíu là qua Bình Thuận rồi anh chị. Thì hôm nay em Điền sẽ giới thiệu tới cô chú chị một cái nhà vườn rất là đẹp. Thì bây giờ em sẽ đi từ quốc lộ 5 này đi vô cái nhà vườn mình luôn anh chị. Đi vô đường này rất là gần luôn, đi khoảng là 300 mét thôi là tới cái nhà vườn rồi. Bây giờ em sẽ chạy vô vào trong bất động sản đó nha. Xin chào cô chú chị, em là Điền đây. Thì chào mừng cô chú chị đã quay trở lại với kênh của em Điền nha. Vừa rồi em có quay clip nằm ngoài quốc lộ 5 mình đi vào bất động sản mình đó. Thì đây chị, cái đường này nè, mình đi khoảng là 300 mét thôi là đi ra quốc lộ 5 rồi ha. Và đường này thì cũng là song song với quốc lộ 5. Mình đi theo kiểu, trong này quy hoạch theo kiểu giống bàn cờ vậy anh chị ha. Thì rẽ bên này thì ra quốc lộ 5 và rẽ vào thì khu dân cư thôi. Và cái hướng sau lưng mình đây cũng là đi được quốc lộ 5, mình đi được Bình Thuận này, đặc biệt là đi được suối nước nóng Bình Châu. Suối nước nóng Bình Châu thì đó là cái địa điểm du lịch nổi tiếng xưa giờ của Bình Châu mình rồi. Từ đây mà đi ra suối nước nóng Bình Châu khoảng là 4 đến 5 cây số ha. Và nãy em cũng có nói rồi đó, thì mình đi biển Bình Châu khoảng là 2 cây số, và đến Nova World á, thì khoảng là 3 cây số chị. Thì Nova World đó hiện tại là đang có cái khu vui chơi nhà nước là Tropicana Park của Nova World đó, thì đã đưa vào hoạt động hơn năm nay rồi ha. Thì hiện tại là đang mùa kỳ nghỉ hè của học sinh, nên là các gia đình và nhiều du khách du lịch về đây rất là nhiều anh chị. Ở Bình Châu mình thì có một cái chợ được gọi là chợ đầu mối anh chị. Đó, chỗ đó là chuyên là hải sản tươi sống. Thì đây là chợ đầu mối lớn nhất của huyện luôn anh chị. Đây là chợ đầu mối lớn nhất ở huyện Xuyên Mộc. Thì tất cả dân buôn thì về đây để lấy cái hải sản dưới này. Tại vì ở biển Bình Châu mình có cái cảng kêu là có tên là Cồn Cảng Bình Châu. Chỗ đó là cảng để mà ngư dân đánh bắt cá về đó đó anh chị. Có cảng cũng rất là lớn luôn. Thì ra cái chỗ chợ đó thì khoảng là 2 cây số anh chị, cũng như là ra biển đó. Đó là chợ đầu mối. Đi hướng này nè, mình đi ra quốc lộ 5 mình rẽ phải nè. Mình đi khoảng 2 cây số thôi là tới biển Bình Châu cũng như là chợ đầu mối rồi. Trước khi vào bất động sản mà em Điền muốn giới thiệu đây á, bất động sản mình ra đây ha. Trước khi vào thì em cũng giới thiệu luôn cho cô chú anh chị mình là thông tin cơ bản trước ha. 25 mét mặt tiền bên này, 25 mét mặt tiền đường này ha. Và mặt tiền bên này thì là 49 mét. 49 mét.
mình thì không có vuông vức cho lắm, theo kiểu hình tam giác anh chị. Thì đường này phóng thẳng tới đó, tới kia, tới cái mép 49 mét đó. Thì trước khi mà em quay cái bức cung sản này thì em cũng có đi một vòng rồi, nhưng mà thực sự em thấy cái nhà vườn này ha, mình về mình làm cái mô hình homestay hoặc là mình làm cà phê sân vườn đó, rất là tuyệt vời luôn anh chị. Hiện tại gia chủ mình đã làm sẵn cái nhà gỗ này rồi nè, thực sự là gia chủ mình là làm để nghỉ dưỡng, để mà làm nghỉ dưỡng, để mà làm homestay đó, nhưng mà không có cái kinh phí nữa để vận hành, nên là phải cần chuyển nhượng lại, tìm cái chủ mới cho cái bất động sản này. Bất động sản mình thì hiện tại đang có là hơn 500 mét vuông tổng diện tích ha. Và cái hướng mặt tiền mà 49 mét này là hướng này là hướng Tây Bắc anh chị, hướng Tây Bắc. Hướng Tây Bắc, và hướng bên này là hướng Đông Bắc anh chị. Nói chung là cô chú chị nào mà hợp hướng nào thì mình có thể làm cổng rào của hướng đó. Và em cũng giới thiệu trước luôn là cái gia chủ bất động sản này á, là một người phụ nữ rất là đa tài, rất là kiểu là rất là siêng năng luôn anh chị. Thì hiện tại cái gia chủ mình là đang là một người vận hành và thiết kế sân vườn anh chị. Thì cái này là tự tay gia chủ mình làm hết ha. Đó, rất là tâm huyết luôn. Sân vườn này là một tay chị chủ mình làm hết ha. Thì em sẽ qua bên này trước. Đây. Ở trong khung vườn của mình thì đang có trồng cây mận này, xoài, và cây này cây kiểu cây cọ ha. Cây cọ. Mùa này là mùa mưa nên là đôi lúc cỏ thì cỏ chỉ thì mọc tương đối là nhiều rồi đó, nhưng mà cũng vẫn có những cái cỏ dại mọc xen kẽ anh chị. Tại vì gia chủ mình thời gian gần đây cũng khá là bận rộn nên không có thời gian để mà chăm chút lại cái này, cũng không có kinh phí vận hành cái này nên là cũng phải bán anh chị ha. Đây, lên mình tới đây rồi ha, là 49 mét nha. Đó, đổ qua bên kia là 49 mét mặt tiền nè. Và cái hàng rào đây thì gia chủ mình làm hàng rào cây xanh, làm bằng cây xanh. Đó, rất là đẹp, rất là xanh. Cây này là cây vú sữa hoàng kim anh chị ạ. Nhà em có cây này nè, ăn rất là ngon. Hiện tại là đang đậu mấy trái rồi đó, 4-5 trái nè. Cây mít. Cực kỳ mát luôn. Khí hậu ở đây thì gần biển anh chị, nên là mát lắm. Bây giờ em đang quay vậy mà gió thổi vi vu luôn. Em tới trước cái nhà. Sân vườn rất là đẹp. Nhà gỗ này thì nhà gỗ theo kiểu nhà sàn, ở trên có phòng ốc luôn. Đó, có phòng ngủ, phòng đồ đầy đủ luôn anh chị. Hiện tại bất động sản mình thì chưa có thổ cư, nhưng mà mình xin lên được thổ cư nha chị. Hiện tại bất động sản mình là đang có quy hoạch là đất ở đô thị. Tương lai xã Bình Châu mình sẽ lên thị trấn đó chị. Quy hoạch ở xã Bình Châu mình thì rất là hoành tráng luôn anh chị ha. Có công viên vân vân, nhiều lắm. Đây là đường sau hông nhà mình ha. Đây là motor hệ thống tưới nước tự động. Dân cư ở đây thì cực kỳ đông rồi, không phải nói rồi, dân cư cực kỳ đông luôn. Mô hình mà như em nói đó, nếu mà cô chú chị mình làm mô hình nhà vườn hoặc là mô hình
hình nhà vườn, sân vườn, cà phê sân vườn này, homestay này, homestay cho thuê. Cuối tuần thì khách du lịch về đây rất là đông anh chị ạ. Ở huyện Xuyên Mộc mình đặc biệt cái là đất thì chưa có thổ cư nhưng mà vẫn xây dựng được nha anh chị. Xây dựng được nhưng mà với điều kiện là đất mình là phải có quy hoạch là phủ hồng anh chị. Đất ở, quy hoạch đất ở mình có thể mình xây dựng sơ xài như vậy được, xong mình có thể là lên thổ cư sau nha anh chị. Lên thổ cư sau cũng được. Bây giờ thủ tục đăng ký thổ cư cũng dễ lắm anh chị. Ra xã mình xin chuyển mục đích là được rồi. Quan trọng mình bây giờ mình cái bất sản mình thì đất quy hoạch đất ở là full luôn. Anh chị muốn có nhu cầu mà lên bao nhiêu mét vuông đất ở đó thì em sẽ làm cho anh chị cái thủ tục đó luôn ha. Hơn trăm mét vuông. Em cũng báo luôn cái giá cái bất sản mình á, thì gia chủ mình là đang là kêu bán 4,5 tỷ ha, cho tổng diện tích là hơn 500 mét vuông. Thì mặt tiền đường thì có hai mặt tiền đường, một bên là 25m và một bên là 49m mặt tiền đường này ha. Đường nhựa hết, rất là rộng, ô tô đi thoải mái luôn đó. Nhưng mà gia chủ mình có nói là khách hẹn chí cứ xuống xem đi rồi thương lượng được giá thì gia chủ mình bán luôn ha. Ở đây thì trong này có cái bếp và toilet trong này ha. Đó, có phòng ốc toilet trong này, tủ lạnh. Nói chung là gia chủ mình bán thì sẽ để lại hết luôn anh chị. Này, bây giờ em sẽ lên tên sàn. Đây anh chị, lên sàn nhìn xuống nè chị, nhà sàn mình nhìn xuống này. Thật sự là ở cái cảnh này thì rất là mát luôn. Cái nhà vườn mà làm nhà gỗ là tuyệt vời rồi anh chị, rất là mát. Trong này thì có những phòng ốc trong này ha. Chỗ này mà làm khoảng là nhà 2 tầng là thấy ra biển đó. Thấy bây giờ em chị xin mời cô chú anh chị cùng xem cảnh từ trên cao của nhà vườn mình nhé. Rồi cô chú chị nào mà quan tâm tới cái bất động sản này thì liên hệ em nha. Em sẽ dẫn cô chú chị mình đi xem thực tế bất động sản này. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.